đồng hồ kết hợp cùng nghệ thuật tattoo sẽ như thế nào? Và đây là hai chiếc đồng hồ Uplo Big Bang Sang Blue. Cùng Thành khám phá những điều thú vị về hai mẫu đồng hồ này nhé. Giới sắc mình không còn lạ lẫm khi nghe đến cái tên Masibuchi, một nghệ sĩ tattoo, nhà thiết kế đồ họa và giám đốc sáng tạo nổi tiếng người Thụy Sĩ. Còn với Uplo, hãng theo đuổi triết lý Art Diffusion, thương hiệu tìm kiếm sự hợp tác với những nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực để tạo nên các mẫu đồng hồ mang tinh thần nghệ thuật đương đại đậm nét. Và trong hành trình tìm kiếm, nhận thấy Masibuchi chính là điều phù hợp nhất. Hai lý tưởng lớn gặp nhau. Cú nổ đầu tiên cho sự hợp tác này là năm 2016 với Uplo Big Bang Sang Blue thế hệ đầu tiên. Tiếp đó vào năm 2019 với Uplo Big Bang Sang Blue 2, sự khác nhau của hai phiên bản bạn có thể quan sát. Big Bang Sang Blue 2 ở mức độ cầu kỳ và tinh xảo hơn với phong cách thiết kế 3D đặc trưng của Masibuchi tôn lên vẻ đẹp của bộ chuyển động Chronograph Unico. Big Bang Sang Blue 2 giống như một bữa tiệc hội tụ nhiều yếu tố, từ nghệ thuật cho tới kiến trúc, tất cả hòa quyện trong lớp vỏ 45mm đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, Uplo và Masibuchi tiếp tục tái hiện sự kết hợp này trong Spirit of Big Bang Sang Blue. Bạn thấy sao về hai mẫu đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé!